Xin chào thầy và các bạn, mình là Quang Phúc đến từ lớp Anh văn chuyên ngành của thầy Nguyên, có bạn lớp trưởng là Minh Thư. Hôm nay các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về MobitOne. Thứ nhất, MobitOne là gì? Định nghĩa, MobitOne là bệnh lý block nhĩ thất cấp 2 loại 1, hay còn được gọi là Regularly Irregular. Cơ chế của MobitOne. MobitOne thường là do block dẫn truyền hồi phục ở mức độ nào đó của nút nhĩ thất. Hư hỏng chức năng, các tế bào nút nhĩ thất có xu hướng dần dần tăng cho đến khi không thực hiện được xung. Trước khi tìm hiểu về MobitOne, các bạn hãy cùng mình tổng quan về các sóng trong điện tâm đồ. Thứ nhất là sóng B, hay còn được gọi là sóng khử cực nhĩ. Thứ hai là phức bộ QRS ứng với khử cực thất. Và cuối cùng là sóng T, hay còn được gọi là sóng hồi cực thất. Sóng hồi cực nhĩ ta không thấy được trên điện tâm đồ là do có biên độ nhỏ và thường bị phức bộ QRS bao trùm. Dấu hiệu của MobitOne trên điện tâm đồ. Thứ nhất, phức hợp QRS nhóm thành từng cụm trên bảng ghi điện tâm đồ và cách nhau bằng các trạm dừng ngắn. Thứ hai, khoảng BR dài dần với điều kiện tiên quyết là BR phải lớn hơn 0,2 giây. Cuối cùng là chỉ có sóng B không có phức bộ QRS. Khoảng BR dài nhất ngay trước khi bỏ nhịp, khoảng BR ngắn nhất ngay sau khi bỏ nhịp. Thứ ba, khoảng RR có độ dài dần rút ngắn trong các cụm QRS và điều này thường rất khó nhận diện trên lâm sàng. Cuối cùng là khoảng PP có độ dài hằng định. Vậy thì nguyên nhân nào gây nên MobitOne? Thứ nhất là có thể do dùng thuốc, ví dụ như là thuốc chặn beta, thuốc chặn kênh canxi. Thứ hai là do tăng trương lực phế vị, điều này thường gặp ở các vận động viên hoạt động quá sức. Thứ ba là do bệnh lý tim mạch, ví dụ như là bệnh viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim thành dưới. Cuối cùng có thể là do phẫu thuật tim, ví dụ như là phẫu thuật van hai lá. Ý nghĩa lâm sàng. MobitOne thường là một rối loạn nhịp lành tính, gây rối loạn huyết động tối thiểu và ít có nguy cơ tiến triển thành block nhĩ thất độ 3. Bệnh nhân nếu không có triệu chứng thì sẽ không cần phải điều trị. Nếu có triệu chứng thì thường sẽ đáp ứng với atropine. Can thiệp máy tạo nhịp vĩnh viễn thì ít cần thiết trong trường hợp này. Phần trình bày của em đã hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.